Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Đây, hôm nay trời lạnh lạnh anh em ạ, làm nồi lẩu nướng ăn. Đấy, thịt bò, thịt lợn, khoai. Đấy, nhà mình chỉ nghiện nghiện ăn những quả lưu lưu. Con Đây mời anh đi em ăn. này, đây nấm, đây là gì? Kim chi. Bắt cái lá. Đấy, kim chi này Đây mà là cái bát. bỏ bát hay bỏ hộp, nguyên hộp được, cứ để nguyên hộp ấy. Rất là ngon anh em ạ, nó lạnh rời này ăn kiểu mới mới thì tính cho nó hấp dẫn. Làm tí lẩu nướng cái này nhà mình về thích ăn kiểu gì là ăn anh em nhé. Đầy đủ nhà, đầy đủ phương tiện, nồi lẩu, nồi nướng. Cứ khoái ăn kiểu gì là ok luôn kiểu đó. Cái bò này sái kiểu này nó ăn nó vừa nhanh chín mà hay quá. Cái bếp này rất là hay đấy mọi người nhá, bếp này nó là cứ nóng đủ độ là tự nó ngắt. Cho nên ăn nó rất là tiện. Mời tất cả anh em nha, chuẩn bị vào uống rượu mình nha. Hấp dẫn phết đấy, chuẩn chỉnh. Quên mất bảo muốn dặn mua mua gì bánh mì mì á? À quên nhỉ, không biết để bố gọi điện nó còn, nó còn thì bố mua cho còn không nhá. Tưởng không thích ăn không thích ăn thì bố mua, quên mua bánh mì đấy mọi người. Hấp dẫn lắm. Con Đâu? không Tao quay con này. À, trời nó chín à. Bỏ ăn được, bỏ cái đi. Hoàn dê là thuận mà nó cứ tái thế nhúng nhúng qua cái à. Mời anh em uống rượu nha. Bỏ được chưa? Được rồi. Bỏ ăn cái. Bò chín rồi đấy. Thì chị ăn không? Mời anh em rượu nhá. À, thịt ăn được hết rồi. Đấy, cái này nướng nhanh. Con gói gói cho gói kim chi để ngon, gói ngon đấy. Đây là giấy gói này, cho từ từ đi. Để nó bên này đấy rồi. Cái này chín rồi, thịt chín hết. Ăn thì ra là quả yêu thịt nó khô chấm mỡ, chẳng có làm mỡ được. Ta bảo khuyên cắt bố bì. Hả? Ta bảo khuyên cắt bì ra. Mua chưa? Gói đi. Không.
Ngon đấy. Kẹp đi. Cùng mèo đấy. Kim chi kẹp với thịt rất ngon. Ăn bò. Mời anh em uống rượu nhá. Đây khoai mà chín rồi đấy. Khoai nó mỏng và nó nhanh chín. Nhưng đằng này không có bơ đâu mà. Đâu nó rồi? Cho nhiều bơ vào nó sát. Cho lại ăn ngon. Hả? Cho lại ăn ngon luôn. Thịt ba chỉ này hơi nạc nhỉ? Không được, ăn thế là ngon. Không phải giảm đi à? Đâu, đưa nó ngắt. Giờ nét ăn kiểu lẩu nướng thì ngon, lưu lưu. Này con bò này. Ăn đi. Sẽ ghét. Khoai này bác gừng bỏ khoai vườn. Vườn nhà bác đâu? Bác lấy ở đâu? Trời lạnh này làm kiểu này ăn nó lưu lưu ngon. Cháu lấy gì? Nó có cái gì? Không. Sao? Đang nhìn xem cái bữa nào để lắp cái này có thịt sống. Tôi sẽ nhớ cái bao để cho mình sẽ ăn. Với lại cái cơ bản nó nóng rồi. Được gì cho nó lên nó...
ngon này, giờ rét ăn này ngon. Bông nhỉ? Hấp dẫn đấy. Bông ăn cái súp lơ này. Bông ăn súp lơ. Súp lơ luộc. Quên không thấm gừng. Gừng ấy phải xay mới thấm. Không say là không chấm được. Qua đi. Tuyệt con cú mèo. Bỏ nhiều bò vào. Cái khoai này đáng nhẽ phải ngâm tí muối là nó giòn. Nhưng mà nó mặn. Ngâm nước mà. Tức là cho tí muối vào nước. Ê, lên bò đây thầy. Bỏ vào thầy. Bông này ăn kim chi thôi. Bông có ăn đấy không? Bông có ăn thịt trâu gác bếp bỏ đây. Má kia đi siêu thị mua mấy hộp rồi má. Kim chi á? Gần tháng rồi. Ừ nhưng mà ý con thích ăn. Môi con dưới nó khô. Lở hết lưỡi. Khô môi. Quả. Đang lở hết cả môi. Nè, nè. Môi trơn trượt nè. Môi kem mà. Mì khoai, bố tẩm ướp mắt kén thì thơm hơn. Mắt kén cái lọ này định bỏ bỏ này nhưng cứ sợ nó mặn. Bỏ ít nó có gia vị xẻ chanh xẻ. Cứ khoai tây bỏ để hút mỡ của cái lọ ngon. Con nhỉ? Rồi miếng này sát. Cậy lên rách. À, ngon. Tuyệt. Lần nhau vừa sau vừa rắn là Bông nhớ dặn bố mua bánh mì. Kỹ cẩn thận là ngon đấy anh em. Tuyệt cú mèo này. Thì bác sĩ nó phải có cái mỡ nó xài lên bác sĩ nó ít mỡ. Có khi giảm nhỏ đấy chị. Rồi. Ăn này là ít người là ăn khúc kịp. Cái màu không ngọt đã thanh của hồ gừng. Không không nóng. Không nóng hay là không. Không biết. Nóng đông người. Mát giờ cứ lưu lưu làm khoảng
ít thịt này về là làm nồi lẩu nướng là chuẩn nhất. Nhà có 3 người ăn nên là thoải mái. Quá ngon. Hôm nào lấy cái bếp của anh Nam làm bữa nướng than nhé. Nướng than phải để đất. Thế phải ngồi đất đấy. Cái ngọt su su luộc ngon thật. Ngọt cực kỳ luôn. Luộc phải chấm nước cái. Nước cái thôi. Đấy anh em nhá, quê mình là có món nước cái này anh em. Nhà bên này sao? Đấy. Món nước cái đặc sản quê mình đấy. Cái này là con cái người ta mua về, xong nhà mình mua về cũng xay rừ ra muối anh em nhé. Ăn rất là ngon đấy. Chuẩn chỉ luôn. Mời anh em uống rượu nhá. Ăn này mà không uống rượu là nó buồn lắm anh em. À, ngon đấy. Khoai chín giòn. Chưa. Hả? Khoai này chưa giòn. Bao nhiêu? Tôi đang cứng cứng lòng. Ấy. Quái nó đã thế. Ăn nhà ít người ăn này là ngon. Chuẩn. Đây, những này tặng con gái. Đấy, giòn hết rồi, nói chung những cái miếng này bố lật lên là ngon hết. Quá hấp dẫn. Mời anh em nhá. Đấy nha, hôm nay chia sẻ cho anh em nhà mình đấy làm tí nướng để lên gia đình ăn uống với nhau cho nó ngon. Anh em thấy nó có đơn giản không? Quá đơn giản. Thôi mình cũng xin phép anh em dừng video đây nha. Để ngồi uống rượu với ăn cho cái nồi nướng này nó hết. Anh em đăng ký ủng hộ kênh cho mình nha. Ok, chào anh em, hẹn anh em video sau nhá.